Xin chào quý vị và các bạn. Quy trình kiểm soát các phòng chức năng là một trong những khâu quan trọng trong quy trình quản lý của tòa nhà. Sau đây tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn quy trình đăng ký sử dụng tiện ích phòng bóng bàn. Hàng ngày có rất nhiều cư dân sử dụng tiện ích phòng bóng bàn. Do vậy, việc quản lý phòng chức năng này phải tuân thủ theo đúng quy trình kiểm soát mà ban quản lý đã đề ra. Thứ nhất, chỉ cư dân đang lưu trú tại Manmerland mới được sử dụng phòng bóng bàn dưới sự đăng ký của chủ hộ bằng việc xuất trình thẻ cư dân và điều đầy đủ thông tin vào sổ đăng ký sử dụng phòng bóng bàn và cam kết các điều khoản dưới đây: không được phép hút thuốc và ăn uống trong khu vực phòng tập, không cho phép thú nuôi vào khu vực phòng tập, cẩn trọng khi sử dụng các trang thiết bị phòng tập và phải trả về vị trí sau khi dùng xong. Thời gian sử dụng phòng bóng bàn từ 6 giờ đến 22 giờ cùng ngày, chỉ có cư dân và khách của cư dân mới được sử dụng. Nhân viên ban quản lý tòa nhà có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho những cá nhân có biểu hiện say rượu hoặc những biểu hiện gây rối trật tự công cộng và những biểu hiện tương tự. Chú ý, đối với nhân viên an ninh nội bộ khi thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng phòng bóng bàn phải luôn có thái độ niềm nở, thân thiện và lịch sự khi giao tiếp với cư dân. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình đăng ký sử dụng tiện ích phòng bóng bàn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.